Xin chào các em đã đến với channel Trung Anh Siêu Nhân, chuyên gia trị bệnh mắt gốc. Ok, thì hôm nay sẽ làm một bài đầu tiên của lớp 9, đó chính là căn bậc 2. Thì hy vọng sau khi xem xong video này, các em sẽ nắm chắc được căn bậc 2 định nghĩa, biết được tiềm ích, biết được chức năng, một vài chức năng của máy tính cơ bản để thuận tiện trong việc làm bài. Ok, và toán học đối với chúng ta là một thứ gì đó cực kỳ dễ dàng nhá, cực kỳ dễ dàng luôn. Ok, cực kỳ dễ dàng, bắt đầu thôi. Căn bậc 2, thì khi mà học căn bậc 2 chúng ta sẽ gặp nhất, nhiều nhất ở đâu nhỉ? Nhiều nhất khi hồi trước chúng ta học căn bậc 2 chúng ta gặp ở đâu? Pythagore đúng không? Pythagore dùng căn bậc 2 nhiều. Trước hết anh sẽ giới thiệu lại một vài thứ. Ví dụ như là phép nhân 3 x 3 này đi. 3 x 3 như này, chúng ta sẽ đổi thành gì? 3 mũ 2. Khi hai số giống nhau nhân với nhau thì nó sẽ thành 3 mũ 2. Đó, mũ 2 là hai số giống nhau nhân với nhau. 3 x 3 là 3 mũ 2. Và khi mà chúng ta dùng 3 x 3 hay là 3 mũ 2 thì chúng ta có thể liên tưởng đến một cái thứ gì đó, hình học không? Liên tưởng đến hình học, đó chính là diện tích hình vuông. Đúng rồi, hai cạnh bằng nhau nhân nhau, nó là diện tích hình vuông. Ví dụ anh có một cái trục như này, đây, trục Y và trục X là trục O. Trục tọa độ là thứ quan trọng nhất trong chương trình toán học cấp 2, đảm bảo với em luôn, trục tọa độ là kiến thức quan trọng nhất khi lên đại học, các em sẽ vẫn sử dụng nó, nên là chúng ta càng hiểu sâu về nó càng tốt. 3 đó, thì nó sẽ giao ở đây, đúng chưa? Giống xuống đây là 3 này, giống xuống đây là 3 này. Vậy 3 x 3 nó chính là diện tích của cái ô vuông này. Diện tích của ô vuông này chính là 9. Các em thấy không? Đúng 9 ô không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng 9 ô luôn. Vậy anh đố các em tìm được số nào cùng giống nhau, hoặc là số nào mũ 2 nó bằng 9 nữa. Âm 3 đúng không? Âm 3, đúng rồi, âm 3. Nè, âm 1, âm 2, âm 3, chuẩn luôn. Đây thế, âm 1, âm 2, âm 3. Cũng là 9. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng là 9 luôn. Hai số. Vậy thì người ta tạo ra một định nghĩa như sau. Căn bậc 2 của 9 là 3. Và căn bậc 2 của 9 là âm 3. Đều được hết. Được không? Đó. Nhiều bạn thắc mắc là thế đây cũng có 9 rồi, nếu mà em vẽ nối ở đây cũng có 9 rồi này anh, thì có được không? Nếu mà nối ở đây cũng có 9 rồi, nhưng mà 3 nhân với âm 3 thì lại không được. Đúng không? 3 nhân âm 3 nó là âm 9 chứ không phải là 9 rồi. Bây giờ anh đố em tìm được số nào mà hai số giống nhau nhân với nhau mà nó là âm 9 đấy. Tìm được không? Âm 9 này. Tìm được hai số nào giống nhau nhân với nhau ra âm 9 không? Hay là số nào mũ 2 mà ra âm 9 không? Không, đúng không? Vậy là căn bậc 2 chỉ dành cho số dương thôi. Căn bậc 2 không dành cho số âm. Và căn bậc 2 có hai giá trị. Căn bậc 2 luôn có hai giá trị. Ok nhá. Đó là kiến thức đầu tiên chúng ta phải nắm. Tiếp tục. Căn bậc 2 của 9 là 3 và âm 3. Đúng chưa? Thế thì tiếp tục, căn bậc 2 của 10 là mấy? Là mấy? Căn bậc 2 của 10 là mấy? Nhiều bạn sẽ đến đây thắc mắc. Ôi, chết rồi. Căn bậc 2 của 10 hình như là không có anh ơi. Thế thì các bạn lại non.
Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đầu các bạn đang dừng lại ở số tự nhiên nhá. Nếu mà các bạn mà nói là các bậc 2 của 10 không có thì các bạn đang đầu các bạn đang chỉ dừng lại số tự nhiên như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Chứ các bạn quên mất các số thực. Các số là mấy phẩy mấy mấy, mấy như 3,5555 6,7. Đấy, đây là những số thực, những số thập phân. Những thập phân. Vậy căn bậc 2 của 10 cũng có nhỉ. Đó là căn 10 và âm căn 10. Căn bậc 2 của 10 có hai giá trị. Thứ nhất là căn 10 và âm căn 10. Bởi vì sao? Bởi vì căn 10 nhân căn 10 nó cũng bằng 10. Không tin bấm máy thử xem. Căn 10 nhân căn 10 cũng bằng 10. Đó, căn 10 mà bấm ra số thập phân là nó là một số lẻ quắc luôn. Căn 10 thế, bấm số thập phân rất là lẻ, số rất là lẻ. Nhưng mà khi hai số nhân nhau nó lại ra 10. Ờ, thế này hay chứ. Thế nó mới hay chứ. Tiếp tục. Đến đây nhiều bạn sẽ bị lầm tưởng một điều như sau. Căn của 9 bạn ghi là bằng 3 và căn của 9 bạn ghi bằng âm 3. Như này là đúng hay sai? Đúng hả? Đúng làm sao được mà đúng. Nhìn nhá, nếu mà anh phân tích nè, nếu mà anh là một thằng không biết gì về căn bậc 2 cả, anh chỉ biết dùng máy tính thôi, anh bấm máy tính ra, căn 9 bấm máy ra bằng 3, đúng chưa? 3 bằng 3 thì đây là đúng rồi, không gì để nói. Nhưng bấm máy tính phát này nữa, bấm máy tính phát này nữa thì nó là ra 3 bằng âm 3. Ui, nếu mà chúng ta ghi như thế này, nếu mà các em ghi như thế này là các em vừa tạo ra một điều hết sức kỳ diệu, đó chính là 3 bằng âm 3. Vừa tạo ra một điều hết sức kỳ diệu luôn, 3 bằng âm 3. Có nghĩa là chúng ta có 3.000 cũng bằng một đứa nợ 3.000. Vậy thì có 10.000 với cả nợ 10.000 có khác gì nhau? Ồ, khi tạo ra định lý này và làm một bài thi thì các thầy cô không ngại cho các em không điểm. Bởi vì công nhận tài năng, công nhận cái độ non của em. Sai, sai. Vậy sai ở đâu? Sai ở đâu? Sai là chỗ này. Căn bậc 2, căn bậc 2 thì nó được quyền có hai giá trị. Nhưng mà cái ký hiệu này này, cái ký hiệu giết người này, nó là, nó tên là, nó không phải là căn bậc 2 mà nó tên là căn bậc 2 số học. Căn bậc 2 số học. Số học. Thế nó mới chết. Căn bậc 2 số học cơ. Căn bậc 2 số học nó chỉ ra số dương thôi, nó auto ra số dương, chỉ ra số dương thôi. Chỉ ra số dương. Chỉ ra số dương thôi, nhớ nhá, chỉ ra số dương thôi. Ví dụ như là căn 9 thì nó là 3. Vậy thôi. Không thể nào ghi căn 9 là âm 3 được. Ví dụ như căn của 16 thì bằng 4. Vậy thôi. Thế mà căn 10 thì nó bằng căn 10. Ok. Vậy là căn bậc 2. Căn bậc 2 thì có hai giá trị. Nhưng mà ký hiệu căn bậc 2 số học thì chỉ có một giá trị thôi. Đố các em biết có số nào mà căn bậc 2 và căn bậc 2 số học giống nhau? Căn bậc 2 và căn bậc 2 số học giống nhau. Đố các em biết. Số 0. Số 0. Căn bậc 2 của 0. Căn bậc 2 số học của 0 cũng chỉ có thể là 0 thôi. Và căn bậc 2, căn bậc 2 của 0 thì cũng là 0, thì cũng là 0. Cũng là 0 thôi. Nó chỉ có một số thôi. Vì âm 0 là ví dụ âm 0 cũng là 0. Chuẩn chưa? Căn bậc 2 của 0 là 0 và căn bậc 2 số học của 0 cũng là 0. Đúng không? Thế là sau khi này thay vì em nói căn bậc 2 của 9 là thì rất là non, nói vậy rất là non, nói vậy dễ sai nữa. Bài đọc.
căn bậc 2 số học của 9 là 3. Căn bậc 2 số học của 16 là 4. Đó. Ok. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải lưu ý. Không rất dễ ăn không điểm. Trăm hay không bằng tay quen, đúng chưa? Dù chúng ta học lý thuyết cỡ nào thì cũng rất là buồn và chán, đúng chưa? Thà chúng ta làm luôn bài tập đi. Làm luôn bài tập, chiến luôn bài tập là chúng ta làm được rồi. Cần gì học lý thuyết, học toán, cần gì học lý thuyết, đúng không? Làm luôn bài tập, làm luôn bài tập là học lý thuyết luôn. Ví dụ như bài này, tìm căn bậc 2 số học rồi suy ra căn bậc 2 của chúng. Căn bậc 2 số học thì nó là ký hiệu. Căn bậc 2 số học là ký hiệu thì mình căn bậc 2 số học này. Đây. Ví dụ 121. Căn bậc 2 số học của 121 là bao nhiêu? Bấm 2 đúng không? Căn bậc 2 số học của 121 bằng bấm máy. Căn 121 bằng 11. Các bạn không biết ấn căn không? Các bạn nào không biết ấn căn không? Anh chỉ. Đây. Đây. Căn này, dựng căn này, căn 121. Ui giời. Căn 121. Ok, bằng 11. Đó, vậy thôi. Căn bậc 2 số học bằng 11. Rồi suy ra căn bậc 2 của chúng. Căn bậc 2 của 121. Mà căn bậc 2 mà là chữ này thì nó có lận 2 giá trị, đúng chưa? Là 11 và âm 11. Rồi, xong. Dễ không? Quá dễ. Tương tự, căn bậc 2 số học của 255 là bao nhiêu? Bấm máy ra, căn 255 bằng căn 255. Đó, vẫn là căn 255. Vậy thôi. Vậy thì căn bậc 2 số học, à căn bậc 2 của 225 thôi, của 255 là bao nhiêu? Là số này và âm, đúng không? Là căn 255 và âm căn 255. Xong. Tiếp tục. 20 thì căn bậc 2 số học của 20 là nhiêu? Căn bậc 2 số học của 20 thì bấm vô 2 căn 5, đúng chưa? Ghi y chang 2 căn 5, có nghĩa là 2 nhân với căn 5. Rồi thì ghi căn bậc 2 của 20 là 2 căn 5 và âm 2 căn 5. Căn bậc 2 thì có 2 giá trị, nhưng căn bậc 2 số học ký hiệu là cái nón lá này, không cần nón lá mà ký hiệu thanh lên ngang, thì chỉ có một giá trị dương duy nhất. Ok. Tiếp tục ví dụ 2. Tìm x. Ồ. Còn có tên khác nó là giải phương trình. Giải phương trình hay là tìm x thì cũng là một thôi, đều là tìm cái số chưa biết. X là một số chưa biết. Nó là một nha. Giải phương trình là câu nói của lớp 8. Còn tìm x là dùng cho tiểu học, được chưa? Đấy. Thì x mũ 2 bằng 4. Số nào mũ 2 bằng 4? Số mấy? 2, đúng chưa? 2 mũ 2 sao bằng 4? Đây chúng ta nhận trong đầu như vậy. Còn khi giải thì khi gặp x mũ 2 bằng 4, chúng ta phải giải như sau. Tương đương, bắt buộc phải dùng dấu tương đương khi giải phương trình. X mũ 2 bằng 4 đâu phải mỗi số 2, còn giá trị là âm 2 nữa, đúng chưa? Nhưng chúng ta mới học căn bậc 2 rồi, chúng ta phải làm theo kiểu căn bậc 2 cho nó đẳng cấp một tí, đúng chưa? Phải làm căn bậc 2 cho đẳng cấp một tí. X mũ 2 bằng 4 thì x sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 4, và tương đương x bằng cộng trừ 2, có nghĩa là x bằng 4, à có nghĩa x bằng 2 hoặc x bằng âm 2 đều được. Nếu mà chúng ta không thích làm kiểu cộng trừ như này á, thì chúng ta sẽ làm như này. Không thích làm cộng trừ như này thì thay vì chúng ta ghi như này, chúng ta sẽ dùng cái dấu này. Dấu này người ta gọi là dấu hoặc nha. Hoặc
x bằng căn 4 và hoặc x bằng âm căn 4. Rồi đến đây mới tương đương là hoặc x bằng 2 và x bằng âm 2. Ok. Đấy. Chúng ta có thể dùng cộng trừ, nghĩa là vừa dương vừa âm, hoặc là có thể chia ra như này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Đó, chia ra cho dễ nhìn. Ok. Và kết luận, nhớ kết luận là S bằng âm 2 và 2. Ok, kết luận đàng hoàng nhé, không này non đấy. Tiếp tục bài tiếp theo. X bình trừ 1, x mũ 2 trừ 1 bằng 8. Thì để giải quyết được bài này thì mình phải chuyển đến bài kia đúng không? Phải cho x bình đứng một mình. Cho x bình đứng một mình. Đây x bình đứng với chung với số âm 1 rồi. Mình phải chuyển âm 1 qua bên này, đúng không? Phải chuyển số âm 1 qua bên này. Âm 1 đang là âm, chuyển qua sẽ thành dương, đúng chưa? Khi chuyển một số qua dấu bằng thì lập tức nó sẽ đổi dấu. Đấy, x bình tương đương, x bình sẽ bằng chuyển âm 1 qua bên đây thành 8 và âm 1 thành dương 1. Đấy, âm 1 thành dương 1. 8 cộng 1 là 8 cộng 1 là 9. X bình bằng 9. X bình bằng 9 thì x bằng mấy nhỉ? Số nào mũ 2 bằng 9? 3 đúng không? Hoặc mình có thể x mới dùng học căn bậc 2 sau. X bằng căn 9 và x bằng âm căn 9. Bởi vì hai số này x có thể là một trong hai số đều được. Âm căn 9 mũ 2 lên nó cũng là 9 và căn 9 mũ 2 lên nó cũng là 9. Đúng chưa? Một trong hai số được. Rồi mình cũng rút gọn một bước nữa là căn 9 bấm vô máy tính thì nó sẽ thành là 3. Và âm căn 9 bấm vô máy tính nó sẽ thành là âm 3. Nhớ cái loại S bằng 3 và âm 3. Ok, hết bảng lên anh để cho các em cái loại. Bài cuối cùng. X mũ 2 cộng 3 bằng 0. Cũng phải giống như hai bài kia, đúng chưa? Cũng phải giống như hai bài kia. X bình sẽ bằng âm 3. Chuẩn chưa? X bình bằng âm 3. Rồi sao nữa? Tương đương. Rồi sao nữa? X bình bằng âm 3 thì x bình bằng căn của âm 3 hả? X sẽ bằng căn của âm 3 hả? Và x bằng âm của âm căn 3 hả? Phải như này không? Sai đúng không? Làm sao mà đúng được? Sai, rõ ràng sai luôn. Trong căn không bao giờ chứa một số âm. Làm sao mà tìm được hai số nào giống nhau, nhân nhau ra một số được? Như đầu tiên anh nói rồi, đúng chưa? Vậy thì không thể nào có trường hợp mà căn của âm 3 được. Hay không thể nào tìm được một số nào mà x nhân x, x mũ 2 là x nhân x. Không thể nào tìm được hai số giống nhau, nhân với nhau mà ra một số âm được. Đúng chưa? Không thể nào tìm được. Vậy đến đây, đến đây là sai chắc 100%. Sai chắc 100% luôn. Đến đây á, kết luận vô lý. Vô lý. Bởi vì không thể nào có một số mũ 2 bằng âm 3. Vô lý, vậy kết luận phương trình vô nghĩa. Vô nghĩa. Ok. Tiếp tục với ví dụ thứ ba. Khi x nãy là x bình đúng không? Giờ x nằm trong căn thì sao? X nằm trong căn thì mình trước tiên phải có cái điều kiện. Tất cả các cái bài này đều có một cái điều kiện. Điều kiện là x phải lớn hơn không? Lớn hơn bằng không. Bởi vì x nằm trong căn mà. Trong căn thì tất cả phải lớn hơn bằng không nhá. Trong căn tất cả lớn bằng không. Không có chuyện một số âm đứng trong căn được. Được chưa? Rồi, thì bài đầu tiên. Căn x bằng 3. Căn của số nào bằng 3? Căn của số nào bằng 3? Nãy là x bình thì mình căn, đúng không? Giờ mình căn thì mình ngược lại, mình bình phương hai vế lên.
bình phương cả hai vế lên. Tương đương can x rồi mình bình phương cái vế này lên. 3 bình phương lên, mũ 2 cả hai đứa lên. Mũ 2 lên. Mũ 2 lên. Can x mũ 2 thì nó lại ra là x. Đó. 3 mũ 2 thì nó ra là 9. Ok chưa? Ok nhé. Tiếp tục cái này. Cái này thì mình muốn cho x đứng một mình nhé, cũng được, hoặc là mình mũ 2 luôn cũng được. Nhưng mà anh thích đứng một mình trước. Anh sẽ, đây là phép nhân đúng chưa? Anh sẽ cho x đứng một mình. Thì đây là dấu bằng, đây là dấu bé hơn thì cũng không khác gì nhau thôi, chả khác gì nhau cả. Chỉ lưu ý một điều là khi mà chia cho số âm thì nó sẽ đổi dấu thôi. Thì đây là cả hai bên đều dương hết rồi thì không có gì để nói, đúng chưa? Cả hai bên đều dương. Thì đây anh chuyển 4 qua bên này. Chuyển 4 qua thì thành 3 nhân, chuyển vào đây thành chia 3 chia 4 là 3/4. 3 chia 4 là 3/4 nhá. Rồi mình bình phương hai vế. Bình phương hai vế luôn. Bình phương luôn. Bình phương luôn. Bình phương hai vế luôn. Rồi, tương đương nhé, nhớ là dấu tương đương đấy. Rồi tương đương. Căn x mà lại bình thì nó sẽ ra là x, còn đây sẽ là 9/16. Bấm máy ra 9/16 nha. Ok, kết luận vật x bé hơn 9/16. Kết luận S bằng 9. S bằng 9. Kết luận vật x bé hơn 9/16. Rồi, đến bài này. Đây, cái bài này mới có cái điều để nói nè. Bài này có điều để nói. Phép nhân đúng chưa? Nhưng mà mình chuyển cái số âm 2 qua bên này. Chuyển âm 2 qua thì phải đổi dấu. Căn x sẽ bằng gì? Bé hơn là sai, mà phải lớn hơn đổi dấu 6 chia âm 2. Đó, khi mà âm 2 nhân chuyển qua bên này sẽ thành chia âm 2, thì chia cho số âm nó phải đổi dấu. Đổi dấu, đổi cái dấu này. Ok. Rồi mình biết được bình. Rồi, đến đây còn bình phương không? Theo đến đây cần bình phương không? Căn x lớn hơn âm 3. Đến đây có bình phương không? Đến đây có bình phương hai vế không? Không. Không nhá. Bởi vì sao? Bởi vì căn x luôn là một số dương. Âm 3 là số âm. Số dương luôn lớn số âm là đúng. Cái này là điều đúng rồi. Đứa nào đến đây là bình phương lên x, bình phương ra x rồi âm 3 bình phương ra 9, vậy suy x lớn 9. Sai nhá, sai luôn. Căn x luôn lớn âm 3 bởi vì số dương luôn lớn hơn số âm. Bình phương làm gì nữa? Trời, đứng chưa? Vậy kết luận vậy với mọi giá trị của x, với mọi giá trị của x thì âm 2 căn 6 âm 2 căn x bé hơn 6. Nghĩa x bằng bao nhiêu cũng được hết, đúng chưa? Luôn đúng, số dương luôn hơn số âm, luôn đúng. Được chưa? Thì qua bài này chúng ta sẽ rút được điều là khi nào cả hai bên đều là số dương thì mới được bình phương hai vế. Đều là số dương, bình phương hai vế, mũ 2 hai vế. Và khi chia cho số âm thì đổi dấu bất phương trình. Giống như là âm 2 lớn hơn âm 3, nhưng mà khi chia cho hai cái cho âm 1 thì 2 chia âm 1 là còn 2, là bé hơn 3. Mất dấu, cả hai bên đều mất đi âm 1, chia cho âm 1. Ok.